Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ăn rau húng quế mỗi ngày? Rau húng quế, một loại thảo mộc có hương thơm đặc trưng, không chỉ là một thành phần quen thuộc trong các món ăn từ salad, món xào đến súp, mà còn là một dược liệu có giá trị trong y học cổ truyền. Được biết đến với các hợp chất chống oxy hóa và kháng viêm mạnh mẽ, húng quế đã được sử dụng từ lâu để hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ăn rau húng quế mỗi ngày? Bài viết này sẽ phân tích chi tiết về lợi ích rủi ro và cách ăn rau húng quế để tối ưu hóa lợi ích sức khỏe. 1. Thành phần dinh dưỡng của rau húng quế. Rau húng quế chứa nhiều dưỡng chất quý giá. Vitamin A giúp bảo vệ mắt, tăng cường thị lực và duy trì làn da khỏe mạnh. Vitamin C làm tăng cường hệ miễn dịch, giúp bảo vệ tế bào khỏi sự phá hủy của gốc tự do. Vitamin K cần thiết cho quá trình đông máu và duy trì mật độ xương. Chất chống oxy hóa như flavonoid, polyphenol, và eugenol giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào. Khoáng chất gồm canxi, sắt, kali và magie giúp duy trì chức năng cơ bắp và sức khỏe tim mạch. Tinh dầu tự nhiên gồm eugenol, s-home và citronellol có đặc tính kháng viêm và kháng khuẩn. 2. Lợi ích khi ăn rau húng quế mỗi ngày. 2.1. Tăng cường hệ miễn dịch. Rau húng quế là một nguồn dồi dào vitamin C và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Vitamin C giúp kích thích sản xuất tế bào bạch cầu Bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của vi khuẩn và virus. Các chất chống oxy hóa như flavonoid và polyphenol giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, làm giảm viêm và ngăn ngừa các bệnh mãn tính. 2.2. Hỗ trợ tiêu hóa. Húng quế có tính chất kích thích tiêu hóa tự nhiên. Tinh dầu trong húng quế giúp giảm triệu chứng đầy hơi, khó tiêu và làm dịu dạ dày. Các hợp chất kháng khuẩn trong húng quế cũng giúp tiêu diệt vi khuẩn có hại trong đường ruột. Duy trì sự cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột và ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng tiêu hóa. 2.3. Giảm viêm và đau. Nhờ vào các hợp chất như eugenol, húng quế có khả năng giảm viêm và đau. Eugenol hoạt động như một chất ức chế tự nhiên đối với các enzyme gây viêm trong cơ thể, từ đó giúp giảm viêm khớp, đau cơ và các tình trạng viêm mãn tính khác. Việc ăn húng quế mỗi ngày có thể giúp làm giảm các triệu chứng viêm và duy trì sức khỏe khớp. 2.4. Bảo vệ sức khỏe tim mạch húng quế chứa các chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa sự tích tụ của cholesterol xấu LDL trong thành mạch, từ đó giảm nguy cơ sơ vữa động mạch. Kali trong húng quế giúp điều hòa huyết áp, giữ cho mạch máu được giãn nở và làm giảm nguy cơ tăng huyết áp. Ngoài ra, các hợp chất như argeron còn giúp duy trì nhịp tim ổn định và giảm nguy cơ các vấn đề tim mạch. 2.5 giúp kiểm soát đường huyết. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng húng quế có thể giúp kiểm soát mức đường huyết bằng cách cải thiện độ nhạy insulin. Điều này đặc biệt hữu ích cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc bệnh. Các hợp chất tự nhiên trong húng quế giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, từ đó ngăn ngừa sự tăng đột ngột của đường huyết. 2.6. Hỗ trợ sức khỏe tinh thần Húng quế không chỉ tốt cho sức khỏe thể chất mà còn hỗ trợ tinh thần. Các tinh dầu tự nhiên như s home trong húng quế có tác dụng làm dịu tâm trạng, giảm căng thẳng và lo âu. Việc ăn húng quế thường xuyên có thể giúp cải thiện tâm trạng, hỗ trợ giấc ngủ và tăng cường sự tập trung. 2.7. Giảm nguy cơ ung thư Hùng quế chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ như apigenin và ergenon, giúp ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các hợp chất trong húng quế có thể làm chậm sự phát triển của các tế bào ung thư và giảm nguy cơ phát triển ung thư, đặc biệt là ung thư vú, ung thư da và ung thư miệng. 2.8. Hỗ trợ sức khỏe da Húng quế có đặc tính chống viêm và kháng khuẩn, giúp làm sạch da và ngăn ngừa mụn. Vitamin A và vitamin C trong húng quế cũng giúp làm sáng da, giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn và tăng cường sản xuất collagen, từ đó giúp da săn chắc và đàn hồi hơn. 3. Tác hại và những điều cần lưu ý khi ăn rau húng quế mỗi ngày. Mặc dù rau húng quế có nhiều lợi ích, việc ăn quá nhiều hoặc không đúng cách có thể gây ra một số tác dụng phụ. 3.1. Nguy cơ dị ứng. Một số người có thể bị dị ứng với húng quế, gây ra các triệu chứng như ngứa, phát ban hoặc khó thở. Nếu bạn có tiền sử dị ứng với các loại thảo mộc khác, hãy thận trọng khi tiêu thụ húng quế và quan sát phản ứng của cơ thể. 3.2. Ảnh hưởng đến người có huyết áp thấp. Do khả năng làm giảm huyết áp, người bị huyết áp thấp cần thận trọng khi ăn húng quế với số lượng lớn. Việc tiêu thụ quá nhiều có thể làm giảm huyết áp một cách nguy hiểm, gây ra các triệu chứng như chóng mặt và mệt mỏi. 3.3. Tương tác với thuốc. Húng quế có thể tương tác với một số loại thuốc Đặc biệt là thuốc chống đông máu do húng quế chứa vitamin K, một chất giúp quá trình đông máu diễn ra bình thường. Người đang dùng thuốc chống đông máu hoặc thuốc điều trị bệnh tim mạch nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ăn húng quế thường xuyên. 3.4. Gây tác động lên phụ nữ mang thai. Mặc dù húng quế được coi là an toàn khi ăn với lượng nhỏ, nhưng phụ nữ mang thai nên thận trọng khi sử dụng húng quế với liều lượng lớn hoặc dưới dạng tinh dầu. Một số hợp chất trong húng quế có thể gây co bóp tử cung, dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến thai kỳ. 4. Cách ăn rau húng quế để tối ưu hóa lợi ích sức khỏe. 4.1 Ăn tươi. Húng quế tươi giữ được hầu hết các dưỡng chất và hương vị tự nhiên. Bạn có thể dùng húng quế để trang trí và tăng hương vị cho món salad, súp hoặc dùng làm gia vị trong các món xào và món mì. 4.2 Làm trà húng quế. Trà húng quế là một cách tuyệt vời để tận hưởng lợi ích sức khỏe từ húng quế. Chỉ cần ngâm lá húng quế tươi trong nước sôi khoảng 5 đến 10 phút. Bạn sẽ có một thức uống thơm ngon giúp giảm căng thẳng và hỗ trợ tiêu hóa. 4.3. Kết hợp trong các món ăn. Húng quế có thể được thêm vào các món ăn như pesto, pizza, món xào và nhiều món ăn châu Á khác để tăng cường hương vị và giá trị dinh dưỡng. 5. Nghiên cứu khoa học về rau húng quế. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng rau húng quế chứa các hợp chất có khả năng kháng viêm và kháng khuẩn mạnh mẽ. Một nghiên cứu trên tạp chí Phytotherapy Research đã cho thấy rằng các chất chống oxy hóa trong húng quế có thể giúp bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh mãn tính và giảm nguy cơ mắc ung thư. Ngoài ra, các nghiên cứu khác cũng khẳng định rằng việc tiêu thụ húng quế có thể giúp cải thiện chức năng gan và giảm cholesterol. 6. Những điều cần lưu ý khi ăn rau húng quế mỗi ngày. Ăn với lượng vừa phải, dù húng quế có nhiều lợi ích, việc tiêu thụ quá mức có thể gây ra các tác dụng phụ không mong muốn nên ăn một lượng nhỏ mỗi ngày và kết hợp với các loại rau khác để cân bằng dinh dưỡng. Rửa sạch trước khi ăn để loại bỏ các chất bẩn và thuốc trừ sâu, nên rửa sạch húng quế dưới vòi nước chảy và ngâm trong nước muối loãng trước khi sử dụng. Tham khảo ý kiến bác sĩ, nếu bạn đang dùng thuốc hoặc có các vấn đề sức khỏe đặc biệt, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thêm húng quế vào chế độ ăn hàng ngày. Kết luận, húng quế là một loại thảo mộc giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khi được tiêu thụ một cách hợp lý. Việc ăn húng quế mỗi ngày có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ sức khỏe tim mạch, làm đẹp da và cải thiện sức khỏe tinh thần. Tuy nhiên, để tránh các tác dụng phụ không mong muốn, hãy ăn húng quế với lượng vừa phải và kết hợp trong một chế độ ăn uống cân bằng và đa dạng. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về những tác động của việc ăn húng quế mỗi ngày, giúp bạn có lựa chọn sáng suốt cho chế độ dinh dưỡng và sức khỏe của mình.